Hello, xin chào các bạn, welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay KT sẽ chia sẻ với các bạn mỹ phẩm, bởi vì rất là nhiều bạn nói là KT ơi, quay mỹ phẩm nha, để chia sẻ cái làn da mình chăm sóc như thế nào cho nó đẹp á. Thì hôm nay sẵn tiện sau một thời gian review, giống như là xài thử cái sản phẩm này rồi và rất là nhiều bạn rất là thích luôn. Cái hiệu này gọi là Etude, rất là nổi tiếng của Hàn Quốc, mà được một cái là cái giá cả phải chăng, và nhiều bạn đã xài này và review feedback là KT thấy là trị mụn nha các bạn. Cái này là ngoài trị mụn ra, những em mà tuổi teen giống như 12, 13 tuổi mà dậy thì mà bị nổi mụn nhiều á, là cái này sẽ rất là tốt luôn. Còn những bạn nào mà lớn đó, giống như là hai mấy 30 hay là lớn tuổi như KT đi, thì có thể sử dụng này để cho cái da nó mịn và nó sáng hơn. Nó không phải trắng nha các bạn, mà nó là sáng và sạch hơn. Với điều kiện là phải dùng nguyên cái set này, mà nguyên cái set này KT thấy cũng rất là rẻ luôn. Nguyên set này là có 96 đô mà thôi. Nếu như bạn muốn mua lẻ cũng có nha, các bạn mua lẻ thì mỗi để KT quay nha, mỗi giống như cái này nè, trước hết là mình phải sử dụng cái chai này là để sữa rửa mặt để cho sạch da. Thì chai sữa rửa mặt này rất là to nha các bạn, nhìn cái mặt của KT nè, còn cái chai nè đó, các bạn thấy nó to dữ sợ không. Thì cái chai này để KT coi là 250 ml. Cái này là nó rửa mặt cho nó sạch nên dùng, cái này là cái bước đầu tiên mình nên dùng nha các bạn. Kế đến á là nguyên cái tube này. Nguyên cái tube này là toner, cái này là toner nha các bạn. Thì toner này 200 ml, chỉ có 23 đô mà thôi. Để cải thiện độ đàn hồi của da và làm mờ nếp nhăn, nó giống như cái dạng gel đặc và thường thường nó sẽ giúp cho hấp thụ tốt hơn vào da để làm sạch da chết. Mà free ship nếu bạn mua minimum 100 đô nha các bạn. Còn cái này kế tiếp tức là mình dùng sữa rửa mặt, sau đó mình dùng toner. Kế đến á là mình dùng cái này. Cái chai này là Emulsion nha các bạn. Thì cái này là 180 ml Emulsion. Còn Emulsion đó, nó giữ cho làn da của mình bị ẩm và săn chắc. Kết cấu dạng sữa giống như để lại một cái kết thúc sảng khoái và tạo thành một lớp màng ẩm để giữ cho làn da của mình ngậm nước suốt cả ngày. Và trong đây nó có chứa collagen, nó giúp cho hấp thụ tốt hơn để có tác dụng làm cho da mình săn chắc. Cái bước cuối cùng là mình dùng cái này, đó là moisturizer. Mà cái này là dạng kem. Dạng kem này là collagen, rất là tốt cho da mặt của mình. Tức là nó giữ độ ẩm và nó làm cho da mặt của mình mịn. Cái loại này là super collagen, nó sẽ giúp cho mình giữ cái làn da luôn ẩm và săn chắc. Nó giúp phục hồi đàn hồi của da mạnh mẽ hơn. Mà cái công thức này là nó không có chứa hương liệu, không có chất tạo màu, mà cái chứa collagen phân tử thấp, hấp thụ tốt hơn để có cái tác dụng làm cho da mình nó săn chắc lại. Thì khi mà mình sử dụng mỹ phẩm á, mình phải dùng ít nhất là 4 cái bước này. Nhưng ban ngày các bạn giúp mình, ban ngày khi mà bạn dùng những cái mỹ phẩm, bất cứ mỹ phẩm nào cũng vậy, các bạn phải dùng kem chống nắng. Thì cái kem chống nắng này KT đã nói rất là nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay sẽ chia sẻ lại để cho bạn nào mà chưa biết về cái kem chống nắng nó tác dụng như thế nào. Nó giúp cho mình giống như là không có bị tránh những cái tia phản xạ như là ánh nắng mặt trời hay là những cái bóng đèn hay là gần lò lửa đó các bạn, mình nấu ăn á thì mình lên lúc nào cũng vậy, ban ngày phải dùng cái này. Thì lúc nào cũng dùng, khi mà rửa mặt và xài những cái bước này xong là mình phải cần có cái kem chống nắng lên, cho dù không đi ra ngoài đường cũng phải xài kem chống nắng, bởi vì ở trong nhà mình nấu ăn hay là ánh đèn nữa các bạn. Cái này là người ta vote nó là number one selling của nước Mỹ, này là made in USA, còn mấy cái này là made in Korea, Hàn Quốc nha các bạn. Nó có trong đây một lớp phấn nhẹ, nhẹ thôi. Thì khi mà mình thoa lên mặt của mình, dành cho bạn nào lười như KT, KT rất là lười. Lâu lâu giống như đi quay phim thì KT mới dùng phấn. Còn không thôi là KT chỉ dùng này thôi. Tại vì mình thoa lên thì nó sẽ có vừa chống nắng mà vừa có một cái lớp phấn nhẹ nhẹ nữa các bạn. Thì muốn cho cái da mặt mình đẹp, mình phải siêng các bạn ơi, mình phải siêng. Và siêng nhất là phải dùng mấy cái bước này. KT đã dùng và chia sẻ rất là nhiều rồi, KT dùng nhiều bước lắm, là còn bỏ cái mask lên nữa các bạn. Cho nên là bạn nào mà không có siêng thì dùng 4 cái bước này nha. Có rất là nhiều bạn hỏi KT là tại sao kem nám cứ hết hoài. Nhưng mà tại vì kem nám nó rất là quý hiếm hay sao mình không biết nữa, mà mình đặt hàng không có các bạn ơi. Cho tới hôm nay thì có hàng nhưng mà không có số lượng nhiều.
bạn nào mà gọi trễ mà hết hàng á, các bạn giúp mình Katy là lấy pre-order, tức là ghi tên xuống, không có lấy tiền của các bạn trước đâu, chỉ là ghi tên xuống. Rồi khi nào hàng về, tụi Katy mới gọi cho người nào gọi trước và đặt trước. Nhân viên sẽ gọi cho các bạn và ship cho các bạn. Thì một hộp kem nám như thế này chỉ có 32 đô mà thôi. Thì ở trong đây á, người ta là, thứ nhất là người ta sẽ có một cái bình như thế này. Cái này là serum. Thì cái này cũng là serum, nhưng mà ở trong đây người ta tặng cho các bạn thêm một cái mask, cái đắp mặt nạ các bạn. Thì cái này á, là cái bước mà mình dùng serum. Cái này á, bạn nào mà muốn dùng để mà trị nám á, thì mình nên sử dụng cái này. Thì sau một thời gian, nghĩa là sau ít nhất là 4 tuần các bạn mới thấy rõ ràng. Nhưng giống như Katy nói vậy đó, lúc nào mình ban ngày mình cũng phải sử dụng cái kem chống nắng nha các bạn. Thì các bạn ơi, khi mà mình dùng này thì có bạn sẽ hỏi mình dùng trong cái bước nào. Thì cái này là serum, dùng sau khi mình dùng toner đó. Nhưng mà Katy khuyên, ví dụ như mà mình dùng kem nám đi, thì mình đừng có dùng quá nhiều mỹ phẩm khác. Mình chỉ rửa mặt và mình sử dụng cái này, rồi sau đó mình dùng tới kem. Kem là cream đó các bạn, đừng có bỏ quá nhiều, đừng có sử dụng quá nhiều mỹ phẩm khác. Kế tiếp là Katy muốn chia sẻ với các bạn, đó là phấn ô hôi. Phấn ô hôi là Katy đang sử dụng tại vì quay phim và hay là đi ra ngoài đường mà đi chơi rồi các bạn. Thì mình sẽ sử dụng phấn ô hôi. Phấn ô hôi nó cho mình cái làn da mịn màng giống như em bé các bạn. Mà cái phấn ô hôi, không biết các bạn có nghe tới cái hiệu này chưa. Cái hiệu này của Hàn Quốc và là number one selling của người ta là cái phấn này. Có nhiều bạn hỏi Katy dùng cái nào. Thì khi ra đường á, Katy sẽ chậm chậm nó lên, rất là đẹp luôn. Cái da của Katy dùng mà các bạn thấy ở ngoài đường mà khi gặp mình á, là mình sử dụng cái này. Mà được một cái là, các bạn ơi, được tặng cây son cánh hoa nha. Cây son cánh hoa là mình đã quay rất là nhiều luôn, mình mở ra cho các bạn xem. Free nha, nếu mà bạn mua hũ phấn này thì mình sẽ được free. Nhưng mà nếu mà bạn mua nó không á, là 19 đồng cộng thuế nha các bạn. Này, ở trong đây là cánh hoa thiệt nha các bạn. Đó, các bạn thấy đẹp dễ sợ không? Đẹp lung linh luôn á các bạn. Nhìn rất là sang luôn. Cái son này rất là nổi tiếng. Ví dụ như, nó vừa sang nha, rất là sang luôn. Mình thoa lên môi của mình. Mình thoa lên môi xong rồi một lát các bạn mới thấy nó có màu. Thì khoảng 1-2 phút sau là các bạn sẽ thấy màu. Đó, thì Katy đang dùng nó nha các bạn, đang sử dụng nó. Nhưng mà các bạn sẽ thấy nó bóng bóng là tại sao? Là tại vì mình dùng kem dưỡng môi cho cái môi của mình á, ban ngày hay ban đêm gì á, lát mình sẽ nói tới với cái này. Thì trong cái hộp này á, là người ta cho bạn, người ta tặng luôn một cái hộp free refill, tức là ở trong đây, trong cái hộp này, nhìn nó sang lắm các bạn ơi, nhìn nè. Đó, mà rất là mịn màng, có cái gương trong này luôn nha. Thì người ta tặng thêm một cái free refill, tức là cái này. Ví dụ như mình xài hết phấn rồi thì mình sẽ bỏ cái này vô free nha các bạn. Thì cái hộp này á, là được free refill rồi, mà được free cây son nữa, mà free shipping nữa. Thì cái này có 60 đô thôi. Các bạn ơi, lưu ý là tất cả các mỹ phẩm đều phải có thuế nha các bạn. Ở đâu cũng vậy, bạn mua Amazon hay bất cứ ở đâu đều phải trả thuế nha các bạn. Thì khi mà mình muốn dưỡng ẩm môi, môi của mình lúc nào nó cũng mộng ước, mộng mơ, thì cần phải có cái này. Cái này mình thích lắm các bạn ơi, mà không phải lúc nào cũng có hàng nha. Cái này hả, đôi lúc hả mình đợi hàng lâu lắm, cho nên đó lý do tại sao mà lâu lắm rồi, chắc cũng cả năm rồi mình không có quay mỹ phẩm. Hàng đặt rất là khó, mùa này rất là khó, mà mình đặt là không phải qua trung gian thứ ba, người thứ ba nào hết, mà mình đặt thẳng của công ty ở bên Hàn Quốc luôn. Cho nên ship nó rất là lâu luôn các bạn, mỗi lần mình đợi ship về hả cả tháng trời luôn các bạn. Thì đây là cái hộp nè các bạn, mình mở ra cho các bạn xem. Ai mà xài qua cái hiệu là Nage này rồi á, thì các bạn sẽ biết nó tốt cỡ nào. Cái môi của mình á, mình nên dùng để cho nó không có bị nứt, mà nó lúc nào nó cũng mọng ướt á các bạn. Thì các bạn biết rồi, khi mà mình càng ngày càng lớn tuổi á, cái môi của mình nó có thể dễ bị thâm, đúng không? Thì để mà không có bị cái tình trạng nó xảy ra, thì các bạn nên dùng cái này mỗi ngày. Tức là sáng dùng, trưa dùng, rồi tối cũng dùng luôn. Thì rất là thích nó. Ở nhà lúc nào cũng có 4-5 hũ như thế này hết á. Mình mua nhiều lắm các bạn. Mua về mình sử dụng. Mình thích là cái này là 22 đô. Và cũng là free ship. Tất cả những mặt hàng Katy chia sẻ hôm nay đều là free ship, nếu các bạn mua minimum là 100 đô nha các bạn.
À các bạn ơi, nếu như các bạn gọi vào mà nhân viên trả lời không kịp á, các bạn giúp giùm mình là nhắn tin nha, nhắn tin vào số phone 714-617-4899, giống như trên màn hình này nè. Các bạn muốn mua gì thì nhắn vào và tên, địa chỉ, nhân viên sẽ viết xuống một cái bill gọi lại cho các bạn và thanh toán rất là nhanh gọn luôn. Mình cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Cái món kế tiếp mà cái thì muốn chia sẻ mà rất là lâu rồi, đó là white sheet. Cái loại này á là toner, mà cái hiệu này rất là nổi tiếng, tại vì một thời gian nó đứt hàng các bạn, thì nhiều bạn hỏi quá, hôm nay nó có hàng lại là của The Face Shop nha. Thì cái này là toner, thì trước khi mà mình dùng nó mình phải dùng qua cái cleanser, tức là rửa mặt sạch xong rồi tới toner là cái này. Thì cái chai này rất là to nha các bạn, cái chai này là 160 ml. Cái này á, là 27 đô. Mà cái giá trị của nó thì cái này là giống như là nó dùng toner, mình đã chia sẻ nhiều lần rồi, mình cũng chia sẻ lại là nó giữ và nó đi cái độ ẩm của mình á, nó có cái độ ẩm cái da của mình á. Ví dụ như nó mình không có dùng quá này thì nó sẽ bị hơi khô, đúng không? Và nó cái này nó sẽ đi sâu xuống cái làn da của mình, cho nên là nó giữ cái độ là ẩm á, nó lâu thì cái da mình nó không bị nhăn. Gọi là nói tóm lại như vậy, cái da mình á mà không có độ ẩm đi thì nó dễ bị nhăn, thì lâu ngày cái da của mình nó sẽ nhăn, mỗi lần mình cười nó nhăn rồi nó có nhiều lớp nhăn. Thì một trong những mỹ phẩm mà Katie khuyên là nên có đó là toner. Toner xong rồi tới đó là emulsion. Emulsion là nó làm cho cái da của mình nó mịn và nó giữ độ ẩm luôn, tức là nó phải cần có cái này nha các bạn. Thì các bạn nên dùng nó. Thì cái này nó trong này nó có nhân sâm nữa cho nên giá nó hơi mắc, mà thật ra mình đối với mình thấy không có mắc là biết tại sao. Một chai như vậy là 140 ml, nó rất là nặng mà tiền ship rất là cao, tiền ship bây giờ cao lắm các bạn ơi. Đó là lý do tại sao lâu rồi Katie không có promotion free ship, tại cao quá mà free ship mình lời không có bao nhiêu mà còn free ship mình chịu không có nổi luôn các bạn. Nhưng mà kỳ này là tụi Katie muốn làm promotion là bởi vì lễ mẹ sắp tới nè các bạn, cho nên là mình muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng mà không có sao á, nếu mà bạn thấy cái video này qua lễ mẹ thì tụi Katie cũng vẫn tặng cho các bạn free ship nếu mà còn hàng nha các bạn. Đây thì cái này là cái hiệu này nổi tiếng lắm các bạn ơi, 140 ml mà nó nặng lắm. Mình hay so sánh cái sản phẩm với cái mặt của mình để cho các bạn biết, để dễ hình dung cái sản phẩm nó nhiều, nó to bao nhiêu thì nó dễ dễ hình dung nè các bạn, thấy không? Nó cũng to lắm chứ bộ. Mấy cái này mình xài lâu lắm các bạn, giống như là mình xài cũng khoảng là 1 năm trời nó mới hết được, mà 1 năm trời chỉ có mấy chục đô mà cho cái da mặt đẹp thì mình nghĩ là đáng xài còn hơn là đi đi bơm botox, phải không? Mình không có bơm botox nha, sẵn đây mình nói nha, mình chưa có bơm botox hay là làm mỹ, giống gọi là thẩm giải phẫu phẫu thuật thẩm mỹ gì hết nha các bạn. Chưa có bao giờ làm đó, chừng nào mình có làm mình sẽ chia sẻ với các bạn. Nhưng mà để tránh những cái phẫu thuật thẩm mỹ thì mình nên dưỡng da sao cho nó đẹp để mình không cần làm những cái đó. Cái này là gọi là đẹp tự nhiên phải không ạ? Sau khi dùng cái này xong thì các bạn ơi, ngoài cái này thì cái này emulsion bạn có thể dùng, cái này là loại cao cấp, tức là nó có sâm trong đó, hay là loại bình thường. Có cái loại này á thì một thời nó làm mưa làm gió và hiện giờ Katie vẫn xài nó các bạn. Thì loại này rẻ hơn. Cái chai này á là chỉ có 16 đô thôi mà xài lâu vô cùng luôn. Mình xài cái này chắc cũng phải là 7 8 tháng luôn các bạn. Thì cái chai này là 150 ml. Cũng hiệu The Face Shop nha. Nhưng mà để ra mà tiết kiệm á thì người ta công ty người ta mới không có bỏ trong hộp giấy, người ta chỉ bán như thế này. Nè, người ta wrap nó lại như thế này nè. Và cái giá thì nó rẻ hơn. Katie hợp với cái này lắm các bạn. Thì sau khi mình xài emulsion xong, cho bạn có hai lựa chọn, một là xài cái loại này có nhân sâm, hai là không có. Thì các bạn sẽ xài tới serum. Thì serum cái này cũng của The Face Shop luôn, cái này hiệu cũng mắc tiền luôn. Thì trong đây nó gọi là white sheet nha các bạn. Ở trong đây á nó rất là tốt, nói chung là cái hiệu này mình sử dụng qua rồi, mình xài tốt quá cho nên mình mới đem về tiệm mình. Nhiều bạn hỏi lắm, hỏi Katie ơi, Katie dùng cái loại nào vậy? Thì sau một thời gian mình xài mấy năm trời mình thấy nó tốt cho nên mình mới đem về mình chia sẻ với các bạn, mà không phải lúc nào nó cũng có hàng. Cho nên là mình hay thay đổi, thí dụ như cái này không có hàng thì mình sẽ xài qua bên này, hay là mình xài này, giống như là mình thay đổi như vậy các bạn. Nhưng mà serum, đối với Katie là toner, serum, emulsion, ba cái đó không thể nào thiếu được. Cho nên là Katie rất là siêng. Có nhiều bạn hỏi tại sao da mặt đẹp, tại vì mình siêng
mình phải làm facial nữa các bạn, giống như là mình phải đắp mặt nạ nữa. Và một trong những cái mà mình xiên đó là gì? Đó là cái night water sleeping mask, tức là loại mà buổi tối mình đi ngủ sau khi mình bỏ hết tất cả những mỹ phẩm lên, giống như là serum rồi đó, và moisturizer nếu mà mình có, hay là cream, thì mình dùng cái này. Cái này giống như là gọi là mặt nạ ngủ, thí dụ như bạn đắp cái mặt nạ bình thường rồi mình lấy ra, đúng không ạ? Còn cái này là mình thoa nó lên rồi mình đi ngủ vậy thôi. Tức là nó là cái bước cuối cùng là water sleeping mask nha các bạn. Mình cho các bạn xem nè. Đó, thì water sleeping mask. Thì cái này á 80ml nhưng mà chỉ có 25 đô mà thôi. Cái loại này rất là tốt luôn mà KT không có nhiều mặt hàng các bạn, tại vì order người ta không có. Không có nhiều cho nên là bạn nào thích thì có thể mua nha. Thì thí dụ như mà nó hết thì các bạn thông cảm giùm KT. Còn đây mình giới thiệu lại cái mặt hàng này, đó là kem trắng da của Hàn Quốc. Thì kem trắng da của Hàn Quốc này á là cái giá, cái hũ nó cũng nhiều lắm, mình xài lâu lắm các bạn. Thì cái giá là 31 đô, cũng free ship luôn nếu mà mua minimum 100 đô. Thì các bạn ơi, nếu như các bạn muốn trắng da thì các bạn có thể xài nó là cái bước cuối cùng. Thí dụ như mà mình xài cream, giống như là mình mua cái set này đi, mình xài sau cái cream rồi đó, thì mình xài cái kem trắng da. Đó, nhưng mà nói tóm lại, chơi nó ngắn gọn, đó là các bạn ơi, khi mà các bạn sử dụng mỹ phẩm, những cái mỹ phẩm này lần đầu tiên, thì KT khuyên là ngày đầu tiên các bạn rửa mặt cho sạch, sau đó các bạn dùng toner, emulsion. Đó. Rồi sau ngày hôm sau, các bạn mới bỏ toner và cream. Rồi giống như mình xài dài, ngày sau mình mới xài hết nguyên cái set của nó. Là mình phải cho nó thích ứng từ từ, chứ không phải một lượt vô là mình làm hết nguyên cái set như thế này. Mình cho nó thích ứng khoảng 1 tới 2 tuần lễ nha các bạn. Lưu ý giùm KT cũng giống vậy thôi. Thí dụ như mà mình xài nguyên cái set này mà mình muốn xài luôn kem trắng da thì mình phải thay đổi, một ngày có kem này, một ngày có kem trắng da, khoảng 1 tuần lễ sau đó các bạn mới dùng nó chung. Đó là 5 bước này là dùng chung sau 2 tuần lễ. Và cái cuối cùng mà KT muốn chia sẻ với các bạn hôm nay, đó là rất rất là nhiều bạn hỏi luôn, đó là gì? Là saffron. Saffron ở tiệm của KT là đặc biệt hơn ở Costco hay những nơi khác, đó là gì? Đó là made in Iran, mà cái hiệu này các bạn lên có thể Google các bạn sẽ biết. Nó gọi là cái hiệu này gọi là Baraman, mà KT không có order qua bất cứ trung gian nào luôn. Tức là không có order qua bên Việt Nam hay là những nơi mà người ta sản xuất, giống như là lấy lại xong rồi gọi là trung gian, gọi là third party, tức là người ta mua xong rồi mình sẽ mua qua cái người đó, không có. Mà mình đặt thẳng của công ty luôn, tức là ở bên Iran luôn nha các bạn. Thì tiệm cũng cho free ship luôn nếu mà các bạn mua trên 100 đô. Thường thường á là cái này á, hiện tại là cái này là 25 đô nha các bạn. Thì cái hũ này rất là đẹp, đẹp lắm, nhìn nó sang lắm. Thì thường thường người ta mua này để người ta tặng trong dịp giống như là đám cưới. Ví dụ như cô dâu chú rể thường thường đặt cái này nè, cái tặng cho khách của mình, một hộp như thế này rất là sang luôn. Đó, thì tiệm của KT cũng có nhận cái này. Nếu mà bạn mua wholesale, tức là mua cái giá sỉ, mua số lượng nhiều á, để mà bán lại hay là làm đại lý kinh doanh, hay là các bạn tặng cho đám cưới, cho tiệc tùng, cho sang á, thì liên lạc với KT. KT sẽ để cái số phone trên màn hình luôn nha các bạn. Đó. Thì cái này là 25 đô 1 gram, made in Iran nha các bạn. Còn nếu như các bạn không có nhu cầu mua, tại vì có cái hũ này thì nó mắc, thì cái này là 2 gram. Thì 2 gram thường thường là 50 đô, nhưng mà người ta để packaging như thế này để làm gì? Để cho nó rẻ hơn, thì chỉ có 40 đô cho 2 gram thôi, thay vì 50 đô. Đây, đó, made in Iran hết nha các bạn. Thì khi mà uống saffron, tức là hoa nhị tây, thì không thể nào thiếu mật ong hết các bạn ơi. Cái mật ong này là ở bên Hawaii gì? Đó. Thì các bạn có nhớ khi Thi có đi vô trong cái đảo gọi là Big Island của thành phố Hilo, của vườn của Yến á, 40 acre á. Hiện tại người ta chưa có cho vô tham quan đâu nha các bạn. Mình vô đó để mình quay, mình chia sẻ với các bạn thôi, chứ chưa có open cho public. Tại vì người ta chưa có license các bạn, với lại còn dịch cho nên người ta cũng chưa có dám. Thì mật ong này là lấy từ cái vườn á các bạn, vườn đó. Mật ong nguyên chất, không có pha chế, không có nấu hay là gì hết, mà là lấy từ vườn
của tổ ong á các bạn. Đó là ra như vậy nè. Trời, nó trong veo mà nó ngon cực kỳ, mà nó thơm lắm các bạn ơi. Một pound như thế này á là 17 đô, mà tụi KT cũng chịu free ship cho các bạn luôn. Thì các bạn ơi, các bạn pha saffron với mật ong, ví dụ uống mật ong bình thường ấy, nó giúp cho gì? Nó giúp cho da, nó giúp cho mình ngủ ngon. Đó là KT cảm nhận được. Tại vì uống cái này vô, trời ơi, ngủ nó đã lắm các bạn ơi. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, cái KT chia sẻ rồi, hôm nay chia sẻ lại. Ví dụ như một bịch này thì mình cho một gói, một gói 2 gram hay là 1 gram cũng được, không có sao hết trơn á. Thì mình uống nhiều mật ong thôi, thì mình ngâm khoảng 2 tuần lễ. Nhưng sau 2 tuần lễ hay là bạn muốn uống trước cũng được, không có sao hết á. Khi mà mật ong gặp saffron thì nó sẽ tăng lên dược tính của nó, nó làm cho tốt hơn nữa. Khi mà các bạn trộn nó lên, bạn ngâm 2 tuần lễ thì rất là tốt cho sức khỏe. Tức là làm sao mình uống mình cảm thấy là ồ, ngủ ngon nè, ngủ ngon thì nó sẽ đẹp da. Có rất là nhiều thông tin, kể cả trên website luôn nói là trị ung thư, trị rất là nhiều. Nhưng mà Katie không có nói gì những đó, là bởi vì nó chưa có work, mình chưa có thấy. Và mình mua không phải là để trị ung thư hay cho cái gì hết, mà mình mua để là cho mình trị mất ngủ. Thì khi mà Katie uống mỗi ngày là như thế nào? Ngày đầu tiên các bạn uống dùm cho Katie chỉ 2 cộng mà thôi, 2 cộng và pha với mật ong á, trong đó có mật ong, tức là mình múc ra, mình trộn đều rồi mình múc ra một muỗng cà phê mà trong đó chỉ có khoảng 2 cộng. Rồi sau đó mình mới tăng lên là 3 cộng. Rồi mình mới tăng lên là 4 cộng. Và cuối cùng là 5 cộng, chứ không phải là mình vừa uống là mình làm một chùm vô đâu, không phải các bạn, các bạn phải đếm. Tại vì nó sẽ có side effect. Nếu như mà các bạn uống quá nhiều với số lượng, mình để một chùm vô mà mình không đếm đi là 20 cộng đi, là các bạn sẽ thấy cảm thấy có thể là chóng mặt hay là nhức đầu hay là cái gì đó. Tại vì nó quá nhiều với số lượng, các bạn phải tập làm quen trước. Và mình pha cái muỗng cà phê đó có 2 cộng cho 2 lít nước. Thì 2 lít nước đó mình uống nguyên ngày luôn, mình uống ít nhất là 2 lít nước. Rồi mình cứ làm như thế. Thường thường khi làm á, là cái pha xong rồi bỏ vô trong tủ lạnh để mà uống qua ngày hôm sau. Đó. Còn mỗi ngày mình lấy ra rồi mình uống, rồi mình pha tiếp, mình uống, mình pha tiếp. Có khi Katie uống 3 lít nước một ngày luôn. Nhưng ngày nào mình khác mình sẽ uống 3 lít nước, nhưng mà tối thiểu là uống 2 lít nước. Đừng có làm một chùm giùm Katie nha, nó sẽ không có tốt cho sức khỏe nha các bạn. Nhưng mà cái này nè, cái mật ong này nè, là mình thích ăn sống. Các bạn biết không, cái mật ong nó rất là tốt, mà nó còn giúp cho mình gọi là trị dị ứng nữa. Thí dụ nha, mình thí dụ như hiện tại bây giờ là phấn hoa gì, ví dụ cỏ dại hay là trái bơ hay là cam hay là bưởi quýt gì đó, thì mỗi cái mùa người ta sẽ có cái mật ong khác nhau. Thì cái mật ong khi mà mình uống hay là mình ăn sống vào mỗi buổi sáng đó, rất là tốt cho sức khỏe, là nó trị cho dị ứng luôn. Nếu như nơi bạn sống bạn mua cái mật ong đó, thì cái mật ong này là mật ong nguyên chất, cho nên khi khuyên là các bạn nên mua về uống hay ăn thử, các bạn sẽ cảm thấy nó ngon tuyệt vời như thế nào. Từ ngày Katie biết cái mật ong này, Katie không có dùng mật ong nào khác ngoài cái mật ong của Hawaii gì các bạn. Nó mắc hơn chút nhưng mà nó đáng đồng tiền lắm. Hiện tại Katie cũng có một số ít SK2 nhưng mà dành cho mắt. Thì cái này tiền nào của đó nha các bạn. Tại vì cái này là nó giúp cho cái làn da ngay chỗ mắt của mình á, nó giống như là nó chống nhăn. Thì cái này á, thường thường ở trên Macy hay Sephora bán 139 đô nè các bạn, 15 gram. Đây, đó 139 đô. Macy nè, các bạn thấy không, 139 đô, 14.5 ml nè. Thì KT hiện tại á, là bán giảm giá cho Mother's Day là 120 đô. Mà cái này nó rất là tốt luôn á các bạn. Các bạn xài khoảng trong vòng 3 tới 4 tuần các bạn sẽ thấy cái nếp nhăn của các bạn á, nó sẽ giảm đi. Và nó rất là săn chắc cho cái mắt luôn. Nó dành cho bạn nào mà muốn giúp cho cái làn da ngay chỗ cái mắt nha các bạn. Mình không có số lượng nhiều cho nên là bạn nào thích thì gọi vào order đặt hàng nha. Các bạn ơi, thông cảm nhưng khi tất cả mỹ phẩm này, khi lặp lại là tất cả mỹ phẩm đều phải có thuế nha các bạn. Thì các bạn ơi, mình đã để địa chỉ trên màn hình rồi. Thì các bạn nếu mà muốn mua free ship, đang có promotion cho ngày lễ mẹ nè, thì không sao nếu mà bạn không mua kịp lễ mẹ. Nếu mà tiệm còn, tụi Katie cũng dẫn cho free ship luôn nha các bạn. Video tới đây cũng dài rồi, nếu như bạn có thắc mắc gì cứ để comment ở phía dưới, Katie sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể. Nhưng mà nếu như mà các bạn ơi, bạn gọi vào mà nhân viên trả lời không kịp, các bạn text
hay là nhắn vào, giống như là trên màn hình Katy chia sẻ là làm như vậy là nhân viên sẽ gọi lại rất là nhanh luôn, bởi vì nhân viên đã có sẵn hết cái bill của cho các bạn rồi. Tức là bạn chỉ cần text vào và nói là các bạn muốn mua cái gì thì nhân viên sẽ ghi bill và gọi lại bạn với là cái giá tổng cộng cho các bạn. Như vậy là sẽ thanh toán tiền rất là nhanh gọn, phải không ạ? Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Chúc các bạn có một ngày lễ mẹ vui vẻ, ấm áp bên gia đình nha. Thank you for watching. Bye bye. See you next time. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.